các bạn trở lại kênh YouTube của Từ Siêu. Hiện tại trước mặt các bạn thì đây là chiếc cầu chiếc nha các bạn, chiếc ghe cầu chiếc ha. Ghe này thì lên để sơn phết lại ha, với sẩm bả chắc chai ha. Rồi phần này thì sơn nước sơn chống hà rồi nè các bạn. Phần này nó không lắp keo nha, phần này ghe này không lắp keo, lắp cái đây thôi, còn dưới đây không lắp. Ghe Hà Tiên ha. Đây lắp cái nắp luôn nè, mũi lô lắp cái nắp luôn, còn phần lương đụng này cũng lắp cái nắp luôn, nóc nhiều lắm, mũi nhọn nha, mũi nhọn vậy rất là vượt sóng nhanh, nhưng mà con cái thì nó hơi thấp be, thấp be. Rồi mấy anh này đang làm gì, mấy anh thợ đang ăn. Chiếc này thì ghe cầu chiếc không có làm thằng khôn nha các bạn. Chiếc này thì cũng sơn cabin màu vàng ha, sơn cabin màu vàng để chuẩn bị đăng kiểm đó các bạn. Chiếc này mình đoán kích thước nó khoảng 3,5 m đổ lại ha. Bề dài thì nhìn cabin màu vàng thì các bạn đã biết là nó dưới 15 m rồi. Chiếc này chắc khoảng 13 m đổ lại quá. Rồi lên đây mấy anh thợ hàng, anh đang ốp inox ha. Có chỗ thì cái này xài lắp keo, chỗ xài gỗ cặp inox. Đây lần đầu tiên cũng mới thấy luôn ha, mới thấy trong đời luôn. Lúc trước giờ quay mấy trăm clip rồi mới thấy chiếc ghe này là lắp con lương, con thằng lằn mà lắp inox luôn. Ở đây Hà Tiên thì không có lắp. Rồi. Các bạn thấy thì toàn bộ là inox nè, inox mà để tự đó. Quẹt này nọ có inox cũng đỡ ha, không có vô cái thịt ghe, thịt gỗ. Cái này inox này ký nhiêu anh? Dạ. Ký nhiêu, trăm mấy? 8 mấy ngàn. 8 mấy ngàn ha. Cái này dùng vít thông inox luôn nha các bạn. Đó. Thì đóng chốt thì nó không có chất lượng bằng vít thông nha, tại vì chốt thì nó được chút đầu thôi, chút đầu thôi. Rồi sao đó là mình nhờ cái những cái vít này nè giữ lại cái bằng dính vô thịt gỗ ha, nó tốt hơn ha. Rồi nó mở mở lắm rồi, ngoài mới mới thôi. Cái này không phải là phí mà cái này là bảo vệ ghe, lại ghe đi dùng ngoài cặp ghe đủ dữ lắm. Thì nhiều người người ta không biết để nói phí, nhưng mà thực thì cái này là cách bảo vệ ha. Bảo vệ với mình lên dán nè. Dán rớt bể. Dán này nè. Lên cái miếng dép các bạn. Đó. Để bị hư thịt ghe cái đồng. Nhẹ
bạn nào biết cái máy này, máy Yamaha đời mấy cứ comment dưới nhà mình không gặp bao nhiêu máy. Quay cho bạn coi chơi. Ủa cái máy này mình chạy một đêm bao nhiêu dầu anh? Đêm 100 lít. 100 lít ha. Ồ, cũng êm chứ. Chỉ là đêm mình tốn khoảng 1 triệu mấy tiền dầu hả? Tốn cho 2 triệu đi, cho 2 triệu tiền dầu đi ha. Một đêm 2 triệu đánh ra đêm 10 mấy thì cũng ngon. 10 mấy. À thôi thì chúng chúng 2 mấy triệu cũng chừng. Còn cái giờ cực nhất là dàn bạc. Ngư phủ dàn bạc chua lắm. Xuống ghe là bây giờ là phải 10 triệu nha các bạn, 10 triệu 2 tháng. Rồi nhiều khi mấy ảnh nhảy sông nhảy biển nữa. Đuối lắm à. Thì bây giờ ghe thì nhiều mà bạn ít. Khổ nhất là chủ ghe thôi. Là dàn phi đang. Rồi giờ mình sẽ cảm ơn anh chủ ghe. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi đây. Tâm cabin nha. Luôn là những gạo nè. Chiếc này thì trang bị cái cẩu ba chân nha. Đây, này sắt lắp keo. Còn này thì gỗ ha. Gỗ. Rồi ok. Đó. Ngán cho mình gỗ luôn nha. Chiếc này là lái chiếc nha các bạn. Chiếc lái chiếc. Rồi để mình lại chân vịt mình coi coi. Chân vịt này cũng mới đổi rồi. Chân vịt thao nha, mới đổi nha. Wow. Hơi khó khăn chút xíu. Ok. Thao. Và nó để cái mã là 1160 à, là chỉ là 1m160 ha các bạn. Chất bề hoành của nó 1m160 ha. Bánh lái thì bánh lái cây ha, bánh lái cây cặp inox, không có lắp keo. Không lắp keo. Rồi. Lắp thì lắp 60 đó. Chổi và tiễn thì có 3 cây. Cái này chắc bằng thao quá. Này phải mình coi rồi, cái này bằng thao ha. Có sơn, nó sơn chống hà nè. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Mình quay sơ lược về chiếc này cho bạn coi. Đang ở trên này làm cái gì đó. Đang lắp cái nóc thì đâm sơ vậy đó. Rồi bye bye nha. Hẹn lại clip sau.